Chào tất cả các thầy cô cùng các bạn. Hôm nay là Nguyễn Đăng Khoa, học lớp 4D, trường tiểu học thị trấn Trúc Xuân A. Hiện tại con đang sinh sống ở huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội. Hôm nay con xin được giới thiệu bài dự án cuộc đua F1 dựa trên phần mềm Scratch. Khi bấm vào là cơ xanh sẽ có một phông nền để chúng ta có thể chờ trong lúc chơi, và nếu muốn chơi chúng ta sẽ ấn vào chữ play để chơi. Chúng ta điều khiển bằng hai phím và di chuyển phím chuột trái và chuột phải để có thể di chuyển sang trái sang phải. Nếu chúng ta ăn được những cái tia chớp này gọi là nhân vật tăng tốc thì sẽ được tăng một vạch pin và sẽ đi nhanh hơn vạch đích. Và nếu chạm vào hai ô tô cản đường màu đỏ và màu xanh nước biển thì chúng ta sẽ bị thua cuộc. Còn nếu chạm vào số mệnh vật đó là đá thì sẽ bị giảm một vạch pin. Bài này thì có thấy khó ở phần thiết kế nhân vật là con đã tự thiết kế con tự thiết kế các cái nhân vật như ô tô người chơi và các ô tô cản đường kia. Và khi chúng ta đạt được năm vạch pin hoặc là đại diện ô tô người chơi của chúng ta đi đi đến đích thì chúng ta sẽ chiến thắng. Con bài này thì con muốn mỗi lúc nào chiến thắng thì sẽ có thêm một vài bàn pháo hoa và thêm thật nhiều âm thanh. Và bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Con xin cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con. Con cảm ơn các bạn xét bài này cho tớ. Rồi, chúc mừng Khoa. Bài thuyết trình nói bị thiếu. Các bạn nhận xét bạn Khoa xem là có bạn bị thiếu giới thiệu phần nào nhỉ? Thiếu bước nào nhỉ? Cô mời Xuân Phúc nào. Xuân Phúc góp ý gì cho bài của bạn Khoa? Trong cái phần các bước thuyết trình ấy thì bạn thiếu mất bước nào nhỉ? À, phát hiện ra. Andy nào. Dạ, bạn thiếu cái khúc mà giới thiệu cái giống như là giới thiệu cái code của bạn. À đúng rồi, chính xác luôn. Bài của Đăng Khoa thì rất là tốt, đúng không? Bạn nói tự tin, bạn diễn đạt rõ ràng, dự án thì sáng tạo. Tuy nhiên lại thiếu một cái phần ở phần bước bước chia sẻ, đó là giới thiệu cách lập trình của một số tính năng nổi bật, đúng không? Ví dụ ở trong bài này, con thấy là cái nhân vật con thích cái nhân vật cái phần ở hiện chữ chúc mừng chiến thắng là cái hiện thua cuộc, thích cái phần tính năng thắng cuộc thua cuộc. Thì mình có thể kể ra là để lập trình cái tính năng đó thì mình sử dụng các khố lệnh nào, để điều khiển được ô tô thì mình sử dụng khố lệnh nào đấy, mình thiếu mất phần đấy nhá. Thế còn thế còn về dự án của bạn Khoa thì các bạn thấy sao nhỉ? Trường Giang góp ý gì, nhận xét gì cho bài của Khoa nào? Con đưa cô là bạn làm này là để mà, nhưng mà con thấy pin của bạn ấy, cái pin con nghĩ bạn ấy lên đỉnh thẳng lại của Pin nên để như nào nhỉ, cô chưa hiểu. pin nó để dọc ấy cô. À, để dọc chứ gì, pin để dọc à? À, đó cũng là một cái ý kiến. Cô mời bạn Andy tiếp nào. Andy có ý kiến gì, góp ý gì nhỉ? Bài của bạn Bài này rất là sáng tạo đúng không? Cái bài này thì chúng ta hôm trước cô cũng góp ý là các bạn có thể làm bài này dựa trên cái phần gợi ý ở trong sách lập trình coding 6. Thế thì có mỗi bạn Khoa làm thôi, các bạn còn lại thì cô thấy là đều là dựa trên cái dự án đua thuyền rồng đúng không? Rồi thế bây giờ cô rất là đáng khen bạn Khoa, thì ở cái phần thuyết trình của bạn ấy, bạn ấy rất là tự tin đúng không, bạn thực hiện nói diễn đạt theo các bước mà cô hướng dẫn, tuy nhiên là thiếu mỗi một cái phần là giới thiệu cách lập trình thôi, giới thiệu khố lệnh. Thì lần sau mình lưu ý là mình sẽ thực hiện đầy đủ hơn. Thế và rất là đáng khen là cái dự án của Khoa là có sự sáng tạo này về cái phần thiết kế nhân vật cũng như là nêu ý tưởng của dự án thì bạn đã nói được. Rồi, cảm ơn Khoa. Bây giờ cô mời bạn số 3 nhá. Đấy, bạn Khoa tiếp tục có thể sáng tạo thêm cái phần thêm pháo hoa vào nhá. Dạ vâng. Ừ. Cô mời bạn Hải Đăng nào.